Nhắc đến cây nhãn thì ắt hẳn ai trong chúng ta cũng hết sức quen thuộc rồi. Nhưng các bạn có biết loại nhãn nào mà cả thân, cành, lá cho đến hoa và quả đều có một màu tím không ạ? Xin giới thiệu với các bạn dòng nhãn tím. Một loại nhãn hết sức là đặc biệt bởi vẻ ngoài bắt mắt, kèm theo đó hương vị thơm ngon của nó nhé. Nhãn tím là một giống nhãn có màu sắc hết sức là bắt mắt, khác biệt hoàn toàn so với dòng nhãn thông thường. Ngoài ra thì hương vị của nó cũng thơm ngon hơn. Quả của chúng có cùi dày, vỏ thì mỏng. Khi ăn, bạn sẽ cảm giác vị ngọt thanh mát cùng hương thơm rất là dễ chịu. Chúng cũng là một dòng nhãn thích nghi tốt với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Các bạn có thể trồng ở cả ba miền nhé. Chúng đều sinh trưởng, phát triển rất là khỏe mạnh và ổn định. Còn đây là những cây nhãn tím giống hiện tại đang sẵn tại vườn mình các bạn nhé. Nhìn những cây này đây thì bên mình vừa mới nhập trực tiếp về. Các cây đang đều sinh trưởng phát triển rất là tốt, màu dễ to, ổn định và khỏe mạnh các bạn nhé. Này, những cây này thì đều là những cây ghép, các mắc ghép của nó cũng rất là chắc chắn rồi. Sau một thời gian thì về chúng ta sẽ tiến hành rạch những lớp băng keo cuốn này ra nhé. Như những cây này thì có chiều cao và khoảng từ là 70 đến 80 phân. Bầu rễ của nó khá chắc chắn. Cả thân, lá và ngọn của cây thì đều có một màu tím gọi nhé. Đây là đặc điểm rất là đặc trưng của dòng nhãn tím này. Như những cây giống này các bạn về trồng, chăm sóc thì chỉ khoảng tầm hơn một năm nữa thôi là chúng sẽ bắt đầu cho những lứa quả bói đầu tiên rồi nhé. Các bạn có thể thấy là bộ rễ của cây hết sức là ổn định. Mình có thể nâng nhấc thoải mái nhé. Khi các bạn về nhận cây thì chúng ta tiến hành rạch những lớp bầu đen này ra. Sau đó thì thêm giá thể vào trồng cây. Hệ loại này thì khá là dễ dàng trồng chăm sóc thôi. Nhà vườn mình thì có số lượng rất là nhiều. Hiện tại mình đang bán với giá 250.000 đồng một cây. Các bạn mà có nhu cầu muốn sưu tầm dòng nhãn tím này cho khuôn viên gia đình mình, làm cây ăn quả, cây cảnh hoặc làm cây kinh tế chủ lực thì hãy liên hệ đến nhà vườn Huy Hoàng các bạn nhé. Bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quy trình trồng chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển như nào là tốt nhất. Địa chỉ vườn mình ở phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nhé. Số điện thoại Zalo là 092 692 2886. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này để không bỏ lỡ những video về những dòng cây ăn quả ngoại nhập mới nhất nhé.